Các đồng chí, cuộc cách mạng của công nhân và nông dân mà những người Bolshevik vẫn luôn khẳng định là cần thiết đã thành công. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là sự kiện lịch sử vĩ đại, đánh dấu sự ra đời của nước Nga Xô Viết, mở đầu cho một kỷ nguyên mới, là mốc son chói lọi của lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20. Đường lối đấu tranh của Đảng Bolshevik mà người đứng đầu là lãnh tụ Lenin đã lãnh đạo nhân dân đứng lên lật đổ chế độ Sa Hoàng, thành lập nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, đưa nước Nga đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 Nga làm rung chuyển thế giới, trở thành trụ cột vững chắc cho các dân tộc bị áp bức, đánh bại chủ nghĩa phát xít trong đại chiến thế giới thứ hai. Dưới ánh sáng cách mạng tháng 10 Nga, trong suốt thế kỷ 20, đã có rất nhiều nước trên thế giới đấu tranh lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc, giành độc lập tự do, đưa nhân dân đứng lên làm chủ đất nước. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 10 Nga đã ảnh hưởng sâu rộng đến cách mạng Việt Nam. Từ học thuyết Marx Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và đúc kết trong Thiên lý luận chính trị đường cách mệnh, mở ra đường lối cách mạng đúng đắn, góp phần to lớn và quyết định đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nguyên Đại Quốc tiếp thu chủ nghĩa Marx Lenin rồi thực tiễn cách mạng tháng 10 đã vận dụng vào Việt Nam và lãnh đạo cuộc cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Và cách mạng tháng 8 thành công, chúng ta đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì trong quá trình này, Liên Xô giúp đỡ chúng ta một cách tận tình vô tư, và chúng ta phải hết sức biết ơn công lao này của Liên Xô. Dù lịch sử có biến động do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng con đường cách mạng tháng 10 Nga mãi luôn ngời sáng trong mỗi trái tim yêu chuộng hòa bình. Chủ nghĩa xã hội vẫn là một quy luật tất yếu, tiếp tục khẳng định trong tình hình mới. Sự giúp đỡ đầy tình cảm trách nhiệm của Liên Xô trong kháng chiến trước đây, cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Nga hôm nay, mãi luôn bền vững. Niềm yêu đời, bầu trời cao và trắng ru nhau bay về cùng phong.
Thưa quý vị, những hình ảnh tư liệu hào hùng về cách mạng tháng 10 cùng với giai điệu bất hủ của nước Nga ca Chiêu Sa do các em thiếu nhi nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức biểu diễn đã mở đầu cho chương trình giao lưu nghệ thuật Ánh sáng cách mạng tháng 10 Nga. Chương trình nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2017. Kính thưa quý vị, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là sự kiện đi vào lịch sử nhân loại với tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, thay đổi trật tự thế giới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng 10 chiếu sáng khắp Nam Châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Tròn một thế kỷ đã đi qua, nhưng cách mạng tháng 10 luôn là ngày lịch đỏ trong trái tim của nhiều thế hệ người Nga và người Việt Nam. Để hôm nay, ánh sáng tinh thần bất diệt ấy tiếp tục thắp lên niềm tin, lòng nhiệt huyết, cổ vũ tinh thần yêu nước và tình đoàn kết của hai quốc gia, hai dân tộc. Hướng về kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, cùng với các hoạt động đã và đang diễn ra trên thế giới và khắp cả nước, chương trình giao lưu nghệ thuật Ánh sáng cách mạng tháng 10 Nga mong muốn thêm khắc sâu, tôn vinh những giá trị lớn lao từ cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử của nhân loại, đồng thời thể hiện lòng tri ân, sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống trong giai đoạn hiện tại, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga nói chung và của những người con Hà Tĩnh với quê hương cách mạng tháng 10 nói riêng. Tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Ánh sáng từ cách mạng tháng 10, xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Trân trọng giới thiệu ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nga, thành phố Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga tỉnh Hà Tĩnh. Cùng các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nga tỉnh, thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên. Vâng, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với không gian nghệ thuật qua các tiết mục Thời thanh niên sôi nổi, Chiều Moscow, Đôi bờ, âm nhạc Alexander Parutova, Vasily Sovoviov-Sedov, Andrei Jakolevich-Espai, biểu diễn Ngọc Kiệm, Huyền Ngọc và tập thể sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh. Mời quý vị cùng theo dõi.
hai đôi cặp mắt nâu huyền, dường như bao lưu luyến môi tơ duyên, sao không nói nên lời trong lòng bao chiều mến. Moscow trong chiều vắng thanh và những nét tương đồng về tình cảm bao la, hướng tới những giá trị tốt đẹp, lòng yêu chuộng hòa bình mãi là nền tảng vững chắc để hai nước cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện về mọi mặt. Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước Nga đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ cấp cao trên lĩnh vực lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, v.v. Ngược lại, Việt Nam cũng đã dành cho nhân dân Nga nhiều tình cảm, trách nhiệm và những việc làm thiết thực nhất. Trải qua nhiều thế hệ, những người con của quê hương Hà Tĩnh từng sinh sống, học tập, công tác ở đất nước Nga mãi luôn tự hào về những năm tháng gắn bó nơi xứ sở Bạch Dương tươi đẹp.
Cái tình cảm giữa Liên Xô và Việt Nam thấm đầm trong tâm hồn chúng tôi là mãi mãi là không quên. Và không quên thì chúng tôi phải đưa những kiến thức đó của Liên Xô mà chúng tôi truyền đạt lại cho các thế hệ sau này, làm thế nào để không phụ lòng của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho đi học, cũng như công hơn đào tạo các nhà giáo Liên Xô. Sang học ở Liên Xô thì có thể là các thầy giáo, cô giáo và nhân dân Nga thì rất là yêu quý sinh viên Việt Nam. Từ chỗ là trong cái đào tạo tiếng Nga là họ dạy dỗ cho mình rất là chú đáo, nắm được về cơ bản về tiếng Nga, khi ấy mình đi học tập được cả cái môn khoa học kỹ thuật cả. Tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nga luôn thủy chung sâu nặng. Bên cạnh các hoạt động ký kết đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác đầu tư, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, vân vân. Năm 2015, truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du đã được dịch ra tiếng Nga. Và trước đó, nhiều tập thơ của Đại thi hào Pushkin, nhiều tác phẩm của các nhà văn Nga được dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi đã kết nối các cái thông tin và cơ quan tổ chức của Việt Nam cũng như là Liên bang Nga để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo tỉnh về cái hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo. Giữa trường Đại học Hà Tĩnh và Viện Kinh tế Pháp luật Moscow đã ký cái biên bản tăng cường cái đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hà Tĩnh. Thứ hai là chúng tôi đã tham mưu cái đề án Festival Nguyễn Du Pushkin trong thời gian tới. Thì cái đề án này đã hồi đủ cả cái điều kiện để có thể là tổ chức là triển khai. Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, hai dân tộc Việt-Nga nói chung, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Svetlov kết nghĩa nói riêng, càng tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và quyết tâm vun đắp, dựng xây, đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới. Chúng ta vừa được nhìn lại những hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp cũng như những tình cảm thân thiết thủy chung giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó có đóng góp của người Hà Tĩnh. Thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Liên bang Nga hiện nay, có một người con của quê hương núi Hồng Sông La đã nỗ lực không ngừng nghỉ cho việc quảng bá văn hóa văn học Việt Nam trên quê hương Xô Viết, cũng như mang những giá trị tinh thần của văn hóa Nga đến gần hơn với người Việt. Đó là giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng. Vì một lý do đặc biệt nên hôm nay, giáo sư Nguyễn Huy Hoàng không thể có mặt trong đêm giao lưu ngày hôm nay và ekip thực hiện chương trình đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với giáo sư Nguyễn Huy Hoàng cách đây ít giờ đồng hồ. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngồi bên cạnh tôi lúc này đây là giáo sư, viện sĩ Nguyễn Huy Hoàng. Ông vừa trở về từ nước Nga xa xôi và mang theo cả tinh thần không khí kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga đến với khán giả HTTV của chúng ta. Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về cách mạng tháng 10 Nga là trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như vậy. 100 năm đã trôi qua, theo ông thì cách mạng tháng 10 liệu vẫn còn nguyên ý nghĩa và giá trị lịch sử? Cách mạng tháng 10 đã giải phóng toàn bộ nước Nga, đã đưa nước Nga từ một chân trời mới, đó là chân trời của chế độ chưa bao giờ thấy trong lịch sử, chế độ xã hội chủ nghĩa, một chế độ mà đảm bảo cuộc sống cho những người lao động. Ý nghĩa thứ nhất, lớn nhất của nó là chỗ đấy. Ý nghĩa thứ hai là ảnh hưởng cách mạng tháng 10 đối toàn nhân loại. Sau cách mạng tháng 10, hàng loạt nước ở phương Đông và phương Tây đã hoàn toàn thay đổi thể chế cũ mà chuyển thành thể chế xã hội chủ nghĩa. Thể chế xã hội chủ nghĩa với tất cả tư tưởng tốt đẹp nó đã đem lại cơm no, áo ấm, dân chủ và đời sống bình đẳng cho tất cả mọi người. Còn trong giai đoạn hiện nay, thì ý tưởng của tư tưởng cách mạng tháng 10 nó vẫn tồn tại, mặc dù có thể gọi theo cách khác. Một nhà thơ nói thế này: cái còn thì vẫn còn nguyên, cái tan thì tưởng vững bền cũng tan. Cái đó là cái còn, nó vẫn còn nguyên giá trị của nó. Cái giá trị nó hiện hiện qua đời sống tinh thần của nhân dân Nga. Nhân dân Nga vẫn hướng về những cái gì tốt đẹp nhất. Thứ hai, những công trình lịch sử của nước Nga, của Liên Xô xây dựng vẫn còn bền vững mãi mãi. Và điểm thứ ba nữa là cái tư tưởng, cái ảnh hưởng đối với nước ngoài, đặc biệt ảnh hưởng đối với Việt Nam. Nhân dân Việt Nam ở Hàm Liên Xô vẫn hưởng ứng cách mạng tháng 10, vẫn hướng tới những lý tưởng tốt đẹp của nó. Cái tốt đẹp của nó là lý tưởng. Cái tốt đẹp không phải nằm ở tên gọi, mà chúng ta thực hiện đó lý tưởng như thế nào. Theo tôi, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Lenin và cách mạng tháng 10
vẫn sống mãi trong lòng nhân loại. Vẫn còn nguyên giá trị đúng không ạ? Cũng chính người Nga đã từng nói rằng nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Ông nghĩ thế nào về điều này ạ? Đó là câu rất hay, đó là câu châm ngôn. Tức là nếu anh phủ nhận quá khứ thì anh không bao giờ coi tốt đẹp tương lai cả. Mà cha ông mình bảo là ôn cố và tri tân. Nếu mà anh tôn trọng quá khứ thì tương lai tốt đẹp. Anh phủ nhận quá khứ không tốt đẹp. Một sự thật là Liên Xô đã không tồn tại, nhưng cái gì của Liên Xô đã xây dựng thì vẫn còn tồn tại, vẫn còn tồn tại. Hình ảnh Liên Xô vẫn hiện hiện qua những bài hát, những bài thơ và qua tất cả những trang sách giáo khoa. Có thể nói với Việt Nam thời gian lùi xa, thế nhưng ánh sáng từ Cách mạng tháng 10 Nga vẫn luôn rực cháy. Theo ông, bài học có ý nghĩa nhất về Cách mạng tháng 10 Nga đối với chúng ta là gì ạ? Cái bài học Cách mạng tháng 10 Nga có thể bắt đầu từ lúc mà Bác Hồ tìm thấy tư tưởng Lenin. Mà Bác Hồ là thế: ôi Lenin, người thầy, người cha, niềm tin trong sáng mãi lòng ta, đêm nay nằm đó mà thanh thản, vầng trán mênh mông tỏa chói lòa. Cái mà chủ nghĩa Cách mạng tháng 10, thì tư tưởng Cách mạng tháng 10 và chủ nghĩa xã hội là sống ở trong lòng dân tộc. Mà chỉ tư tưởng dân tộc nó mới tồn tại mãi. Vì tư tưởng Lenin vĩ đại chỗ là nó giải phóng dân tộc và đưa đất nước ta qua những chặng đường đầy cam go khổ hại. Nhưng mà đến ngày nay thì cái đó chính là sự sống mãi của tư tưởng Cách mạng tháng 10, những giá trị của nó như vậy. Vâng, ông vẫn thường nói rằng ông là người sống ở Nga gần 30 năm, vắt qua hai thế kỷ. Vậy ông nhận thấy cái sự đồng điệu giữa tâm hồn Nga và tâm hồn Việt như thế nào? Đến những năm 50, lúc mà chúng ta chiến thắng chiến dịch biên giới, thì hàng loạt lưu học sinh Việt Nam sang học tập, và từ bấy trở đi, Liên Xô đã đào tạo chúng ta hơn 50.000 người. 50.000 người đào tạo miễn phí là những nhà khoa học làm nền tảng cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Và từ năm 81 ấy, thì với hiệp ước lao động hữu nghị hợp tác chúng ta ký với Liên Xô, tại Liên Xô có 210.000 người Việt Nam đã lao động. Họ sang mục đích rất tốt đẹp: học tập, sinh sống, làm ăn. Cộng đồng lành mạnh đó được ra đời tồn tại nhờ mối tình hữu nghị của hai nước Liên Xô Việt Nam, tức là nước Nga ngày nay. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cần phải có những cái hoạt động giao lưu văn hóa như thế nào để có thể thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và Liên bang Nga, thưa giáo sư? Tôi nghĩ đầu tiên là vấn đề văn hóa. Vấn đề văn hóa thì trước đây thì từ 5 năm trở đi, những tác phẩm nổi tiếng nhất của nền văn học Nga Xô Viết đã được in, được dịch và giới thiệu ở Việt Nam, giới thiệu Việt Nam. Và cái tính hiện thực, tính nhân văn của văn học Nga đã tác động rất lớn tới nhiều thế hệ cầm bút. Nhưng mà chúng ta bị gián đoạn mất một phần tư thế kỷ. Từ năm 1991 cho đến đầu thế kỷ 21, hầu như chúng ta không có tác phẩm nào của Nga dịch lại Việt Nam. Nhưng mà cơ may là hiện nay tinh thần đó đã khởi động trở lại. Chỉ sau 10 năm thì chúng tôi cũng tạo điều kiện góp phần cùng Hội Nhà văn, rồi cùng Hội Văn học dịch và nhiều cá nhân khác đã cố gắng truyền tải những tác phẩm Việt Nam sang nước Nga để người ta hiểu rằng nước Nga là một nước gắn bó Việt Nam, để người ta hiểu rằng nhân dân Việt Nam không chỉ ở bên kia đi chợ bán hàng cái bao tải trên lưng, mà đằng sau chúng ta sừng sững một nền văn hóa. Gần đây thì ngoài nhật ký Đặng Thùy Trâm, chúng tôi đã dịch truyện Kiều, rồi thì dịch những tác phẩm mà hiện thực khá nổi tiếng sang Nga, và chúng tôi ra mắt tập thơ Đợi Anh Về, một tập thơ nổi tiếng và về chiến tranh phát xít mà chưa ra đời, nhưng tôi đã nhận được sự đón nhận và sự quan tâm rất lớn độc giả. Thì điều đó muốn nói rằng độc giả Việt Nam, nhân dân Việt Nam, nhân dân Nga sẽ gắn bó với nhau, gắn bó đặc biệt thì mối xích sợi xích văn hóa đã gắn bó họ lại. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư viện sĩ Nguyễn Huy Hoàng.
giận rồi thương lại càng thương, gừng cay mùi mặn, răng bồi hồi còn răng dần răng thương ơi câu hò quê hương em hát chiều nay răng mà thương mà nhớ tiếng hát em vút cao mây lặng lặng cúi đầu điều hò sông nước lưu luyến tình đất nước gợi nên hình của bác lúc tìm về Lenin. Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở điều ví dặm quê mình răng mà thương mà nhớ. Anh qua bao miền quê câu hò theo chân bước chiều nay nghe em hát mà bồi hồi con tim. Dòng em ngân lên răng thương nhau cho tròn răng quá lần đần hiểu tận lòng nhau ôi câu hò năm nào em hát chiều nay sao mà yêu mà quý hát nữa đi hỡi em cho vòng mãi đất trời sông nước tha thiết tình đất nước đậm nghĩa tình sáu trước với bè bà năm châu. Ngày xưa người ra đi vì câu hò vì dặm tìm khắp bốn phương trời con đường lệ lo sáng ngời theo chân bạc càng ngấm vang câu hát cho thắm tình nước non. Mạc Tử Khoa tôi nghe nghe câu hò nghệ tình ôi câu hò xứ sở
Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Giữa Mặc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, sáng tác Trần Hoàn, phổ thơ Quý Doãn, biểu diễn Thanh Tài. Và tiết mục Múa Hương Sen, biên đạo Thu Hương, biểu diễn Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức. Thưa quý vị, người Hà Tĩnh dù đi bất cứ đâu vẫn luôn mang theo mình cốt cách của vùng đất núi Hồng, sông La với tính cần cù, chịu thương, chịu khó. Người Hà Tĩnh tại Liên bang Nga đã hình thành nên một cộng đồng đoàn kết, vượt lên những vất vả mưu sinh để khẳng định bản thân và đóng góp xây dựng cho cả hai quê hương. Mời quý vị cùng đến với phóng sự Vươn mình trên xứ Bạch Dương do phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thực hiện tại Liên bang Nga. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем. Nước Nga vĩ đại và bao dung. Đó là cảm nhận của rất nhiều người Việt Nam nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng. Một thời huy hoàng của Liên bang Xô Viết đã tạo cơ hội để nhiều người Việt được học tập, lao động. Và giờ đây, nước Nga vẫn trải lòng để người Việt Nam đến lập nghiệp. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cộng đồng người Hà Tĩnh đang có những đóng góp tích cực vào sự sôi động của nền kinh tế Nga và luôn hướng về quê hương xứ sở. Nói chung là người Việt mình ở bên này từ khi sáng, sáng là hai buổi hai bàn tay trắng cả. Cho mình đi từ dân dân để làm đến thế. Hầu như những cái gian hàng đẹp, thuận lợi thì hầu như là ưu tiên cho người bà con cộng đồng xứ Nghệ của mình nói chung. Những vị trí đẹp thì họ mà thuận lợi bán hàng, thì cho nên là cái việc đấy thì rất cực kỳ thuận lợi cho cộng đồng anh em mình ở đây. Bằng sự nỗ lực không ngừng trong sản xuất kinh doanh, nhiều người Hà Tĩnh đã trở thành những ông chủ của các nông trang, nhà máy, xí nghiệp trên đất Nga. Riêng tại tỉnh Sivaslov, trong số 15 xưởng may được cấp phép, thì đã có 5 xưởng may của người Hà Tĩnh. Còn tại thủ đô Moscow, người Hà Tĩnh đang làm chủ trên 10 xưởng may hợp pháp. Còn người Hà Tĩnh mình đây thì thực tế nói rằng là làm cái này cũng là rất khó khăn từ ban đầu, tức là nó phải dài, nó phải đầu tư trước một cái thời gian dài hơn các cái mô hình kiểu như là thương mại ở ngoài chợ. Riêng mình đây Hà Tĩnh thì cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp tức là làm ăn rất tốt, cũng đã đầu tư bài bản. Một trong những điểm tựa để người Hà Tĩnh vươn lên và thành công trên đất Nga, đó chính là tinh thần cộng đồng. Gần như thành phố nào ở Nga cũng có Hội đồng hương Hà Tĩnh. Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Liên bang Nga được Đại sứ quán Việt Nam đánh giá là hội đồng hương mạnh, với nhiều hoạt động vì cộng đồng và nhiều việc làm thiết thực với quê hương, đất nước. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, trong đó có những người Hà Tĩnh của các bạn. Tại thành phố Ekaterinburg, có một số tổ chức của người Việt hoạt động khá hiệu quả. Nhiều ý kiến, kiến nghị của các bạn đã buộc chúng tôi phải suy nghĩ để có thể điều chỉnh chính sách, tạo ra mối quan hệ hài hòa trong kinh doanh giữa người bản địa với người dân đến từ các nước, trong đó có Việt Nam. Đó cũng là sự khác biệt trong sinh hoạt của người Việt với các cộng đồng đến từ những quốc gia khác. Xa quê hương ca Tổ quốc, đấy, thì việc của hội nữa là theo dõi tình hình xã Tây An ở quê hương. Có những biển đồng, ví dụ như là có những lúc, có những năm là bão lụt, thiên tai, thì hội cùng với cộng đồng người Việt ở đấy phải quyên góp để ủng hộ về với Nga. Liên Xô trước đây và nay là Liên bang Nga đã mang đến cho nhiều người Hà Tĩnh những mối nhân duyên trong cuộc sống. Đến nay đã có những thế hệ thứ hai, thứ ba của người Hà Tĩnh trưởng thành và lập nghiệp trên đất Nga. Trong đó có không ít người mang hai dòng máu. Dù làm gì ở đâu trên xứ Bạch Dương, thì hai tiếng quê hương mãi luôn sâu nặng nghĩa tình trong trái tim của những người con Hà Tĩnh. Thưa quý vị, trải qua muôn vàn khó khăn thử thách của thời gian và biến động của lịch sử, dù cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng mối quan hệ giữa hai nước Việt-Nga luôn có sự gắn bó đặc biệt, không ngừng phát triển, hướng tới tương lai. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước vẫn là nhịp cầu kết nối những trái tim nhân hậu thủy chung Việt-Nga, tiếp tục làm sâu đậm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những giai điệu Nga vẫn âm vang trong lòng người Việt Nam ngày hôm nay,
là một trong những minh chứng cho mối quan hệ không thể xóa nhòa ấy. Và để nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục Triệu Đóa Hồng, Nụ Cười, Khúc Ân Tình Hà Tĩnh, sáng tác Latvia Simon Vonde Marovic Pol, Vladimir Jakolevic Saisky, Đức Trịnh, biểu diễn Ngọc Kiệm, Thúy Hiền, Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức và Trường Đại học Hà Tĩnh. Mời quý vị cùng thưởng thức. Người chồng tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương hoa hồng tha cho nàng ca sĩ anh yêu thật, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng dòng máu nóng trái tim mình. Duyên nhanh xuân lên chiều cành hồng quê sắc thắm. Một sáng sớm đêm xuân thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ hạnh phúc cho ai kia luôn yêu thương lòng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Duyên nhanh xuân lên chiều cành hồng quê sắc thắm. Một sáng sớm đêm xuân thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ hạnh phúc cho ai kia luôn yêu thương lòng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh anh tỉnh giấc, phường còn say đắm giấc mơ vàng. Đoàn tường nhà em hoa rực rỡ, ai đã mang hoa trao cho nàng? Hồng hỏi lòng em ai chiều phu? Ai người mang đến những bông hồng? Một mình lẻ loi trong thương nhớ, chờ em anh đứng dưới hiên buồn. Duyên nhanh xuân lâm lên chiều cành hồng sắc thắm. Một sáng sớm đêm xuân thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ hạnh phúc cho ai kia luôn yêu thương lòng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Duyên nhanh xuân lâm lên chiều cành hồng quen sắc thắm. Một sáng sớm đêm xuân thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ hạnh phúc cho ai kia luôn yêu thương say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh anh tỉnh giấc, phường còn say đắm giấc mơ vàng. Đoàn tường nhà em hoa rực rỡ, ai đã mang hoa trao cho nàng? Hồng hỏi lòng em ai chiều phu? Ai người mang đến những bông hồng? Một mình lẻ loi trong thương nhớ, chờ em anh đứng dưới hiên buồn. Duyên nhanh xuân lâm lên chiều cành hồng quen sắc thắm. Một sáng sớm đêm xuân thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ hạnh phúc cho ai kia luôn yêu thương lòng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia cho em suốt cuộc đời. Duyên nhanh xuân lâm lên chiều cành hồng quen sắc thắm. Một sáng sớm đêm xuân thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ hạnh phúc cho ai kia luôn yêu thương lòng say đắm.
sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Duy nhanh xuân lâm lên chiều cành hồng quê sắc thắm, mùa xuân sang bên sông thưa em bên hoa tươi trong nắng, sẽ hạnh phúc cho ai kia luôn yêu thương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc
cho người đi xa quanh lòng thương nhớ. Hồng lĩnh bao đời nhuốm màu nghĩa sư, trần dư phong ba 99 đỉnh cao vời. Tiếng cầm thông reo, huyền diệu đang chơi, vui nhịp khúc dân ca, mượt mà làm ví dòng. Điều họ thân theo sông niềm lời kia xa xưa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình giao lưu nghệ thuật Ánh sáng cách mạng tháng 10 Nga nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.